khu đô thị Xuân Phương, tọa lạc tại quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Dự án nằm dọc theo đại lộ Thăng Long, cách trung tâm Hà Nội khoảng 30 phút đi bằng ô tô. Khu đô thị được chủ đầu tư Viclasera xây dựng trên khu đất 14 ha, gồm nhiều hạng mục như biệt thự liền kề, chung cư thấp tầng, chung cư cao tầng và các tiện ích khác, tạo nên một không gian sống hiện đại, hài hòa với thiên nhiên. Tại đây có hơn 300 căn biệt thự liền kề cao 4 tầng với diện tích từ 75m2 đến 115m2, được thiết kế với hệ thống thông gió tự nhiên nên rất tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Mỗi căn nhà đều có gara ô tô riêng, các phòng sinh hoạt chung và phòng ngủ được thiết kế hợp lý, tạo nên sự tiện nghi khi sử dụng và gắn kết các thành viên trong gia đình. Đặc biệt, mỗi căn nhà đều có một phòng thờ riêng rất phù hợp với văn hóa tín ngưỡng của người Việt Nam. Các căn biệt thự song lập được thiết kế với vẻ đẹp tinh tế, trang nhã, hài hòa. Bên cạnh đó, mỗi căn biệt thự đều có khu vườn quanh nhà để chủ nhân thỏa sức sáng tạo khu vườn riêng của mình. Khu biệt thự đơn lập sẽ được xây dựng trong thời gian tới. Khu nhà ở cao tầng chung cư OCT2 là dự án cao 19 tầng đang trong quá trình hoàn thiện với hơn 21.000m2 sàn xây dựng. Sau khi hoàn thành, khu nhà ở cao tầng này sẽ cung cấp 204 căn hộ, đáp ứng nhu cầu ở và sinh hoạt cho khoảng 800 người. Nhằm đáp ứng nhu cầu tập luyện thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe của cư dân đô thị, bên cạnh các khu thể thao trong nhà, khu đô thị Xuân Phương Viclasera còn có sân tennis ngoài trời chất lượng cao. Điểm nhấn của khu đô thị Xuân Phương là một hồ nước sinh thái với diện tích 100.000m2, giúp mang lại bầu không khí trong lành tươi mát. Bao xung quanh hồ nước là công viên cây xanh, địa điểm lý tưởng cho các hoạt động thể dục thể thao của cư dân đô thị. Đèn đường chiếu sáng tại khu đô thị này đều là đèn năng lượng mặt trời, giúp tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Nhờ tuyến đường 70 và đại lộ Thăng Long, việc di chuyển từ Xuân Phương đến trung tâm nội thành Hà Nội khá là dễ dàng. Hiện nay, khu đô thị Xuân Phương đã chính thức hoạt động và sẵn sàng đón cư dân về ở. Trong tương lai, đây hứa hẹn sẽ là một trong những khu vực sầm uất của thành phố Hà Nội.